Đây là thác lát để mà nhồi vô khổ qua nha mấy bạn. Đây là nửa cái thác lát. Thác lát này là thác lát thiên nhiên đó bạn. 350 ngàn. Thác lát này là mình nói là 350 ngàn một ký mấy bạn. Thác lát thiên nhiên ha. Nó mình pha thêm một ít thịt nạc vô, thịt băm á. Mấy bạn đánh lên cho nó dai, đánh càng lâu thì nó sẽ càng dai. Đây là mình nước tiêu ha, nước mắm. Tiêu, nước mắm, đậu hành với hành tím. Cái này bạn ướp tiêu, nước mắm, đậu hành lá với bạn, bạn băm ra. Xong rồi hành tím nó chậm. Xong rồi nêm nếm, mặt nêm, đường gì đó. Tùy khẩu vị gia đình mấy bạn nha. 29 Tết rồi mấy bạn. Hổ qua mấy, mua mấy trái nhỏ nhỏ như là ngon mấy bạn. Đây là mẹ mình đã lấy ruột cho nó rồi ha. Trái dừa ăn mấy bạn. Đây là chả cá ha. Đúng rồi. Chả cá này là đã đánh rồi. Chả cá này là nửa cái chả cá với lại thịt đó mình trộn vô. Mình đánh lên. Đây mấy bạn, bắt một nồi nước sôi trước. Tới khi mà mình làm xong nước nó sôi lên là mình bỏ. Mình bỏ hũ hay luôn các bạn. Nước thì tùy ha, các bạn nấu nhiều trái thì bạn cho nhiều nước thôi. Nên là tùy từng nhà mấy bạn. Đó. Ok, bây giờ là mình sẽ cái này là mình sau khi mình lấy xong mình rửa mấy bạn. Thì mình sẽ nhồi chả cá vô ha. Thì mấy bạn chuẩn bị một ít nước mắm đây ha, khoảng 10 ml nước mắm đi để chi nhồi nữa. Mẹ mình làm mọi người sẽ biết ha. Để mẹ mình đánh cho nó đủ độ dai cái nè. Có nhà thì sẽ dùng hành lá cột đó bạn. Nhưng mình sẽ không dùng cái hành lá luôn. Nhưng mà cái thịt nó sẽ không bị trôi ra nha mấy bạn. Bạn nhồi vô, nhồi đến nào mà nó mình thấy nó đủ là được ha, nó đầy nó tiếp trái là được. Sau đó mình sẽ lấy nước mắm mình thoa lên cái mặt mấy bạn. Một hồi khi mình luộc nó sẽ không có bị trồi cái thịt ra ngoài mấy bạn, không cần phải buộc gì hết. Mắm sẽ giúp cho nó nằm ở trong cái chất của hoa luôn. Tha đều ra là được mấy bạn. Đây là cái khổ qua mình đã mẹ mình đã nhồi xong nha mấy bạn. Bây giờ là mình sẽ nước đã sôi lên thì mình cho một xíu muối vô. Xíu muối thôi để dằn nó mấy bạn. Bây giờ mình thả cái khổ qua vô mấy bạn. Mình luộc. Các bạn lưu ý là khi mình luộc, mình nấu khổ qua là mình không có cho nước mắm vô nha mấy bạn. Nó sẽ làm vàng cái trái khổ qua mình, nó không có đẹp á. Đó, mình cứ thả vô. Mình chi cho muối rồi cho hạt nêm cũng được, bột ngọt cũng được, nhưng mà đừng cho nước mắm nha. Nước mắm chỉ tha lên cái thịt thôi lúc nãy thôi nha mấy bạn.
Vậy đó, cái chắc khổ qua mình nó sẽ vẫn giữ được cái màu xanh của nó. Rồi khi nào mà mấy bạn muốn ăn nước mắm á, bạn múc ra, bạn cuốn xong á, bạn nêm nếm lại thêm nước mắm vô cũng được. Còn cái này là mình làm để mà ăn nguyên ngày Tết nó vẫn còn cái màu xanh này nữa. Đó, 29 Tết là nhà mình đã đầy đủ ha. Thịt kho trứng nè, bây giờ khổ qua nhà thịt luôn. Có bánh chưng bánh tét luôn rồi. Lửa mấy bạn vẫn để lửa bình thường mấy bạn, lửa lớn nhất luôn. Cứ nấu gì thì nói, các bạn thấy nó sôi lên ha. Sôi lên mấy bạn dặn lửa vừa thôi. Nãy cho nó sôi, nãy dặn lửa lớn cho nó sôi lên thì bây giờ mình sẽ dặn lửa vừa thôi ha. Cho nó đừng có sôi quá. Nếu mà nó sôi quá thì sẽ bị đục nướng chứ là nó bị nứt cái trái khổ qua của mình không đẹp ha. Sôi lên ha.